Tại Hội nghị Di động Thế giới 2014, Lenovo đã mang tới 3 tân binh trong phân khúc tầm trung là S860, S850 và S660. Ở video lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn Lenovo S660 và lần này trên tay mình là Lenovo S860. Đây được coi là sản phẩm cao cấp nhất trong 3 tân binh này. Sở dĩ Lenovo S860 trở nên nổi bật là do nó có một viên pin ấn tượng với dung lượng 4000mAh, có thể cho phép người dùng thoải mái sử dụng và thậm chí cho phép biến điện thoại thành một bộ sạc cho các thiết bị khác thông qua cáp micro USB. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả những gì mà S860 mang đến trong lần này. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số điểm đáng chú ý về mẫu máy mới ra mắt này của Lenovo. Ấn tượng đầu tiên khi cầm sản phẩm này trên tay chính là về thiết kế của máy. Không giống như các sản phẩm tầm trung trước đây mà Lenovo đã trình làng, S860 mang một thiết kế nguyên khối đi kèm bộ vỏ bằng kim loại, tạo nên sự sang trọng và chắc chắn cho dòng máy này. Nhìn qua thiết kế của máy thì thấy rất giống với người anh em cùng ra mắt trước đó là Lenovo S660. Tuy nhiên ở S860, các góc chỉ hơi bo tròn, thiết kế vuông vắn nhưng cũng vô cùng gợi cảm. Điều này mang đến cảm giác thoải mái khi cầm sản phẩm trên tay, mặc dù máy có trọng lượng không hề nhẹ một chút nào khi gánh trên vai bộ vỏ bằng kim loại và một viên pin khủng lên đến 4000mAh. Mặt trước của máy có hệ thống loa thoại, cảm biến và camera 1.6MP được sắp xếp phía trên màn hình. Phía dưới là ba phím cảm ứng quen thuộc, tùy chọn, home và trở về. Tuy nhiên thì mình không hài lòng chính là việc ba phím cảm ứng này khi chạm vào thì mới sáng đèn, còn bình thường thì không. Điều này có thể gây phiền toái cho bạn khi thao tác. Mặt sau có camera 8MP, đèn flash và logo của nhà sản xuất Lenovo. Khe gắn SIM thì được bố trí bên cạnh trái. Điểm đáng chú ý là bạn có thể lắp 2 SIM vào một khe SIM này, giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian. Nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn được bố trí bên cạnh phải. Phía dưới là cổng micro USB và loa ngoài, phía trên là jack tai nghe 3.5. Lenovo S860 trang bị màn hình 5.3 inch với độ phân giải HD 1280x720px, kết hợp với tấm nền IPS. S860 cho hình ảnh hiển thị tươi sáng, sống động và có góc nhìn rộng. Mình đánh giá cao cái màn hình này vì nó cho cảm giác chạm và vuốt vô cùng nhạy bén. Tuy nhiên thì khi ở ngoài trời, độ phản xạ ánh sáng cao sẽ khiến cho người dùng gặp khó khăn trong việc sử dụng. Về cấu hình, máy được trang bị vi xử lý lõi tứ MediaTek MT6582, xung nhịp là 1.3GHz, kết hợp với RAM dung lượng là 2GB. Một điều khá ngạc nhiên là máy lại không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài, mà người dùng chỉ có thể sử dụng 16GB bộ nhớ trong để lưu trữ dữ liệu. Tốc độ xử lý của máy khi chạy các chương trình và game thông thường thì vô cùng nhanh chóng và mượt mà, không hề có hiện tượng trễ. Nhưng nếu chạy các chương trình đa nhiệm hay các game hạng nặng thì đôi khi gặp vấn đề về trễ. Lenovo S860 chạy hệ điều hành Android 4.2 Jelly Bean ngay khi khui hộp. Và có lẽ đây là một điều đáng thất vọng vì đa số các thiết bị tung ra tại Hội nghị Di động 2014 đều đi kèm với Android 4.4 KitKat mới nhất. Tuy nhiên, phiên bản Android trên Lenovo S860 được hãng này tùy biến. Nó thực sự trông rất giống với iOS khi đưa tất cả các ứng dụng của máy lên trên một màn hình chủ. Một số người có thể thích nó, những người khác có thể không. Nhưng bạn luôn có thể thay đổi giao diện này bằng các ứng dụng tùy chỉnh giao diện của Android. Với chương trình trung tâm chủ đề được cài sẵn trong máy, bạn có thể thay đổi nhanh chóng được giao diện của hình nền, màn hình khóa hay thanh thông báo v.v. Mình nghĩ ứng dụng này rất hay và có lẽ phù hợp với các bạn trẻ teen muốn thay đổi giao diện cho chiếc dế yêu của mình. Về phần camera thì máy cũng được trang bị hệ thống 2 camera. Camera trước có độ phân giải là 1.6MP, giúp bạn có thể chat video hay chụp hình tự sướng. Camera chính có độ phân giải 8MP, hỗ trợ đèn flash với nhiều chế độ chụp. Chất lượng ảnh chụp tốt, không bị nhiễu hạt. Chụp ảnh thiếu sáng cũng vô cùng đẹp, hình ảnh rõ nét. Ngoài ra, camera chính của máy cũng có khả năng quay video Full HD 1080p, chất lượng cao như nhiều thiết bị khác. Cuối cùng, điểm ấn tượng nhất của Lenovo S860 chính là việc được trang bị viên pin khủng nhất hiện nay lên tới 4000mAh. Một mức pin ấn tượng mà tất cả các dòng smartphone cao cấp cũng phải đuổi xa. Máy cho thời gian sử dụng ấn tượng, đàm thoại liên tục khi kết nối 3G lên tới 24 giờ, thời gian đàm thoại liên tục lên tới 43 giờ và thời gian chờ lên tới 40 ngày. Bên cạnh đó, máy còn được cài đặt chương trình quản lý pin với 3 chế độ, giúp bạn có thể sử dụng máy được lâu hơn. Đặc biệt với chế độ tiết kiệm pin khẩn cấp, chế độ này giống với chế độ tiết kiệm pin của Galaxy S5. Lúc này màn hình của S860 sẽ chuyển sang trạng trắng đen,
bạn chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin và sử dụng được đồng hồ. Ngoài việc đảm bảo thời gian hoạt động ấn tượng, thời lượng pin lớn giúp Lenovo S860 trở thành pin sạc dự phòng cho các sản phẩm khác bằng kết nối USB với tính năng OTG. Trên đây là những đánh giá nhanh của mình về Lenovo S860. Đây là smartphone có thiết kế đẹp và sang trọng, bên cạnh màn hình 5.3 inch với độ sắc nét cao. Máy có cấu hình ổn định, giao diện dễ sử dụng và một viên pin có dung lượng khủng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.